Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Chợ Sắt Hải Phòng. Trong video này, mình xin giới thiệu với các bạn một sợi dây cáp sử dụng cho các thiết bị của Apple, sử dụng chân cắm Lightning. Đây là một sợi dây cáp khá là thú vị, nó không giống với đa số các dây cáp khác trên thị trường. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trên tay mình đây là chiếc dây cáp Lightning của hãng Baseus. Baseus là một hãng sản xuất phụ kiện tại Hồng Kông khá là nổi tiếng, có chất lượng rất tốt. Đây là hộp đựng của dây cáp. Trên chiếc hộp có in thông tin, chiều dài của dây cáp là 1 mét và cường độ mà dây dẫn có thể truyền đó là 2,4A, khá là nhanh. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Bên trong hộp chúng ta có một sợi dây cáp, sách hướng dẫn sử dụng và một bộ sticker. Thì đây là nhân vật chính mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây là sợi dây cáp, có một đầu là USB-A và một đầu Lightning. Nhưng các bạn có thể thấy chiếc dây cáp này đặc biệt ở chỗ chiếc đầu Lightning của nó có thể gắn vào điện thoại. Còn đây là dây cáp và một đầu nó có thể hít được bằng nam châm. Đây là chân sạc giống với loại sạc MagSafe được Apple sử dụng trên những chiếc MacBook đời trước. Phần đầu Lightning nhỏ xíu này thì bạn sẽ kết nối với điện thoại và bạn sẽ cố định nó trên điện thoại. Lúc nào cần sạc thì bạn chỉ cần cho chúng lại gần để nó hít lại với nhau là được. Bạn có thể kết nối chiều nào cũng được. Các bạn có thể thấy là chúng được hít bằng nam châm khá là mạnh. Chiều dài của dây là 1 mét, được bọc dây dù rất là chắc chắn. Và bây giờ thì mình sẽ dùng thử cho các bạn xem. Mình sẽ cắm chiếc đầu Lightning vào điện thoại. Còn chân USB-A thì mình sẽ cắm vào củ sạc. Các bạn có thể thấy là đèn báo đã sáng. Và bây giờ thì bạn chỉ cần cho lại gần để chúng tự hít lại. Điện thoại đã báo đang sạc. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc dây cáp sạc Lightning của hãng Baseus. Chiếc cáp này rất là tiện, nó phù hợp cho những bạn sử dụng điện thoại nhiều, bảo vệ cho chân Lightning trên máy. Và nhược điểm của chiếc cáp này mình phát hiện thấy là trong quá trình sử dụng, đó là bạn nên đặt nó ở một nơi bằng phẳng. Nếu bạn đặt ở một nơi không bằng phẳng thì vô tình nó sẽ bị lệch chân tiếp xúc, không hít được với nhau, dẫn tới không sạc được. Do đó thì bạn cần phải lưu ý. Và nhược điểm thứ hai đó là chiếc cáp này nó có giá thành cao so với các loại cáp thông thường. Còn lại thì với mình thấy rất hài lòng. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video, các bạn có thể tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.